Xin chào các bạn. Mình có làm rất là nhiều video về cảo hay là vam thủy lực rồi. Thì trên bàn mình đang có cây này là cây có tải trọng 30 tấn. Model của hàng là HSB 303. Thì loại này là loại từ đỉnh tâm, thì bạn thấy nó có cái cơ cấu kép ở chỗ này. Hay là và cái càng nó màu trắng. Nó cũng có loại tương tự như thế này nhưng mà nó không có chức năng từ đỉnh tâm rồi, như hiểu tức là khi mình bẻ chân này vào này, nó có cái vòng liên động ở đây, thì bẻ một chân thì hai chân kia nó sẽ đi theo, thì nó tự đỉnh tâm để cho cái cây ti này nó luôn nằm ở chính giữa. Khái niệm về từ đỉnh tâm là như vậy, cái này nó gọi là self centering ấy. Đó, chẳng hiểu sao cái cây này mình còn tải cây 30 tấn mình chưa làm video, nên lần này mình hướng dẫn sơ, review sơ để anh em biết. Thì cái loại này nó có một cái đặc điểm là mình có thể hoán đổi từ 2 chấu sang 3 chấu được. Đây, anh cường quay sát này đi. Ở đây nó có một cái trụ nữa ở đây. Trong giả sử trong trường hợp mà mình sử dụng 3 chấu thì cái chỗ này cũng có thể sử dụng để mình móc cái cẩu á, treo lên cẩu, bởi vì trọng lượng của cái này nó rất là nặng. Trọng lượng của cái này lên tới 36 kg, rất là nặng. Vì thế nên là mình khi mà mình vận hành mình có thể treo nó lên bằng cái cẩu zip crane ấy. Cái cẩu zip crane ấy, tức là cái giống như cẩu mà mình cẩu động cơ engine ấy, động cơ hoặc là sửa chữa ô tô, mình thấy có cái cẩu một tay nhô ra đó. Thì cái này mình cẩu ở đây cho nó an toàn cũng được. Nhưng mà cái chỗ này cũng chính là cái chỗ mà khi mà mình sử dụng hai chấu thì mình sẽ tháo hai cái chân này ra. Mình bẻ một chân, cắn một chân sang bên đây. Thì lúc giờ bạn cũng vẫn có dư hai chỗ này để cho bạn móc cái cẩu zip crane vào. Đấy đi. Tải trọng của cái này là 30 tấn, thì 30 tấn trong tình huống là mình sử dụng 3 chấu. Giả sử mình sử dụng có 2 chấu thì bạn chia ra đi. Nó khoảng 20 tấn. Nó là vậy. 3 chấu là trong hợp bạn sử dụng cả 3 chân mà nó lệch như nhau một góc 120 độ. Thì cả vòng bi thì nó sẽ có một cái nữa là vòng bi hay bánh răng hay là bu ly hay là nhông sen gì đấy là khái vậy, thì nó sẽ có cái đường kính bên ngoài của cái vòng bi giống như thế này. Cái này ha, cái vòng bi nó có đường kính bên ngoài, và cái cảo này chỉ cảo ở từ đường kính ngoài cảo vào thôi, vì thế nó sẽ có đường kính ngoài. Thì cái đường cái cảo này sẽ đường kính ngoài nó sẽ đáp ứng được cho đường kính là 620, đường kính là 620 nha các bạn. 620 tức là lớn hơn cái bán kính, nó lớn hơn 30. Các bạn thấy đây, kích thước này là kích thước 30 này. Đó, đường kính mà tính từ tâm này ra nó khoảng lớn hơn 30. Đó, như tức là cái này đi hết ra. Khi bạn thay đổi thì bạn thay được cảo bằng thay đổi cái độ với của cái cảo, độ với tức là từ cái tơ cái ti này. Nhà sản xuất người ta cho mình hai cái thanh này. Hai thanh này là thanh để bạn nối dài cái cây cảo. Bình thường là sử mình đây nó nằm vào sâu, trong sâu bạn cần nối dài thì bạn dùng cái đầu ti này thôi, mà sẽ không dùng cái thanh này gắn vào đây. Đó. Thì cái khoảng cách từ đây xuống dưới bên dưới đầu trục của bên dưới thì nó chính là độ với của cái cảo. Thì độ với của cái này là 415. 415 tức là bạn có thể thay đổi ở đây. Bạn thấy ở đây nó có cái bức đèn lớn này. Lớn là mình thay đổi rồi, mình xoay cái này. Cái này nó khá to nên là đó, mình thay đổi. Cái này nó càng nhỏ xuống thì có nghĩa là cái đoạn này dưới nó càng dài ra, hoặc là mình rút lên. Đó. Ở đây nó có một cái đai. Cái đai này để mình bạn thấy này. Sumo ơi, phụ tay đi, nặng quá sumo ơi. 30 tấn. À, mình thay đổi cái này nè. Đó. Đây từ từ. Cầm đây nè. Không. Bạo lực về à? Đó. Ok. Là cái vòng mà thấy cái đai này, khi mà nó thay đổi lên xuống, tức là nó mở cái ổ ngàm nó thay đổi ra này. Đó, bạn chỉ cần thay một cái thôi. Nó liên động với nhau qua cái đai đen này nè. Và giới hạn của cái này, chứ mình mở đi cái nữa đi. Bạn thay đổi cái này. Cường tôi quan sát đây tí này rồi. Đó, bạn thay đổi cái này. Là bạn thay đổi cái độ mở của nó này. Là sự bạn cho những độ mở tương ứng phù hợp rồi bạn khóa lại. Đó. Vậy đó. Nó rất là lớn. Và trong trường hợp mà bạn với sâu hay là với càn gì đó thì mình có thể xuất cho thêm hai cái tấm dưới này nữa. Thì bạn rút cái này ra. Tùy theo độ với ha. Bạn gắn vào đây. Bạn gắn lên đây. Đó. Ok. Trường hợp mà mình muốn nối dài nữa thì mình sẽ có thêm bụng nữa ở đây. Đó, đây là nó có hai đốt. Đây đi theo máy, đi theo thiết bị rất là đây cho sẵn.
Để khi hoạt động thì sao? Hoạt động thì bây giờ mình rút ra một cái đi cho nó dễ nhìn thôi ha. Thì ta thấy đây là cái ti này, đây là cây xi lanh này, đây cái ti của xi lanh này, cái này sẽ ra lực này. Thì bình thường mình sẽ không có để cái này tiếp xúc trực tiếp vào vật cần cào, bởi vì nó sẽ làm hỏng cái ti thì mà nó có một cái thanh nối dài ở đây này, à cái đầu ti cào này, mình đưa vào đây. Nhưng lần này mình để vào đây để cho nhìn nó đẹp. Đó, ok. Ở trên đây nó có một cái vang. Và đây nó có một hai vị trí là advance, tức là khi mà mình cho cái cảo nó hoạt động, còn chuyển về trạng thái bên đây là close, thì bên đây là cái bơm và xi lanh nó tích hợp chung với nhau ở đây. Thì xi lanh ở trong đây là xi lanh nó có cái lò xo tự hồi về, nên khi bạn gạt sang đây thì nó sẽ hồi về, nên khi vận hành thì mình gạt nó qua đây, nó đi ra. Thì cái hành trình của cái này nó có cái thông số của cái hành trình này, hành trình của cái này là 111. Chờ đi hết ra đi. Thì thường thường đi hết ở đây nó sẽ có một cái ngấn. Đó, mình thấy có cái ngấn đỏ. Khi mình thấy cái ngấn đỏ như thế này là mình thôi, mình dừng, không bơm nữa. Bơm nữa thì nó sẽ nó bị tắc cứng ở đây này, không được. Thì trong trường hợp như thế này mà thấy nó không đủ thì bạn có thanh nối dài này nữa để bạn cắm vào. Đó, thì cái hành trình của cái này nó hơi dài quá ha. Đó, hành trình của cái này là 110, tức là khoảng một tấc. Thế một tấc ha, tấc mốt lần này này. Đó, khi mà hồi về thì mình chỉ gạt có đây là lò xo, nó nằm ở trong đây, nó có sẵn rồi nên là nó sẽ hồi về. Thế nó hồi về, tải trọng của nó 30 tấn, của xi lanh tới 30 tấn, là mình không phải bảo trì bảo dưỡng gì cả, các bạn hoạt động vô tư bình thường thôi, ngoài trừ tình huống bạn bị kẹt ở đây. Để khi mà nó bạn đi quá giới hạn màu đỏ của nó thì nó sẽ bị kẹp cứng ở đấy. Thì trong trường hợp đó thì mình sẽ phải có phương pháp để mình bỏ nó vào, mình cho nó hoạt động trở lại. Mình cũng không cần bảo dưỡng gì cả, vì ngoài trừ trường hợp cái này mình để quá nóng là không được. Thì trong đây là hệ thống siêu phớt bằng cao su, nên là nếu mà mình nóng quá, nhiệt độ nóng quá thì siêu phớt nó mau bị lão hóa, thì nó sẽ mau hư. Còn lại thì không có vấn đề gì. Còn cái tay đỏ này nó sẽ quay 360 độ để cho mình thay đổi cái góc tiếp cận vận hành được, mà mình cũng có thể tháo nó ra được. Tháo cái đòn này ra rồi. Gì? Tất cả các bộ như thế này sẽ được để vào trong một cái vali bên đây. Cái vali tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Bằng sắt như thế này. Ở đây có cái đồ trên mình sẽ bỏ nó vào trong đây. Bằng sắt các bạn ha, đây nó còn đang thùng vào cà tông, tất nhiên khi các bạn dùng thì các bạn tháo bỏ thùng cà tông này ra thì nó sẽ có cái quai sách ở đây. Để cho hai người có thể khiêng được, vì nó tương đối nặng, cộng thêm cái này nữa thì nó phải lên cỡ 45 kg. Bằng cô người mẫu. Ha. Đó, bạn có thể móc treo vào đây cũng được này. Đó, móc treo vào đây. Có hai vị trí. Chỗ đây với chỗ đây. Rồi, chúng ta không có bảo trì bảo dưỡng gì cái này cả. Mà chỉ chúng ta để ý đến cái nhiệt độ bảo quản thôi. Thì toàn bộ ở đây nó là một cái hệ kín hết, nên là không có cái gì có thể lọt vào được cả. Chúng ta chỉ để ý một tí xíu ở chỗ này, chúng ta không có bơm quá hành trình thôi. Hành trình thì chúng ta thay đổi cái này. Các bạn nếu mà muốn mua thêm một cục này thì cũng có, nhưng mình cũng có bán, nhưng mà tiêu chuẩn của nhà sản xuất nó sẽ là 2 cục. Như vậy thì tùy theo đường kính của cái vòng bi hay đuôi ly, mình sẽ thay đổi cái độ mở của cái ngàm này ra. Trong trường hợp mà các bạn muốn, thì có rất là nhiều video của cái size nó nhỏ hơn, cầm nó nhẹ hơn, thì mình sẽ tháo hết bánh hết toàn bộ này ra để lẻ nó xuống bàn, nó gọn gàng. Trong trường hợp mà các bạn vận chuyển, các bạn có thể tháo rời hết toàn bộ ra mà xếp nó thành một, nó sẽ nhỏ hơn là trong trường hợp xếp ra thành cái chạc ba như thế này. Anh đi anh Cường quay sát đây chi xíu cái cơ cấu của cái càng này rất là đặc biệt. Bạn thấy ở đây nó là giống như kiểu chữ T vậy, mà từ từ bạn cắt ở đây ra này, hay mặt cắt con này nó giống như cái chữ T vậy. Cái này rất dày luôn, rất là bao nhiêu dày khoảng 2 phân, dày 2 phân. Nhưng độ sâu của cái này này, độ sâu của nó bao nhiêu? 3.5. Đó, rất khỏe luôn. Nhưng mà khi mà bạn thấy là khi mà cái khả năng cái chiều lực của nó sẽ là chiều này, hoặc là chiều bung ra như vậy, thì cái này nó không thể nào bung ra được, không thể nào gãy được, rất cứng luôn. Chữ T này, chủ đây cũng vậy.
nhưng mà có thể tháo rời tháo banh toàn bộ ra được. Thì con ốc ở đây là cái con ốc rất đặc biệt, con ốc ở đây nó có một cái lớp đai có nhựa ở trong đây này để nó giữ cho nó chặt hai đầu. Thì khi các bạn trong hợp bạn tháo thì các bạn có thể dùng hai cái mỏ lết hoặc hai cái lê cùng size tháo đẹp ra, tháo tất cả ra, bạn để xuống bàn thì nó sẽ rất là gọn gàng, có thể vận chuyển nó dễ hơn là còn trong phòng mình không cần vận chuyển bằng cái thùng này. Những cái này mình có thể bỏ cốp xe để làm, thế mình tháo tung nó hết ra là mình sẽ bỏ cốp xe được. Và mình gác lại cũng rất là nhanh, mình có tung man ốc đây là mình có thể siết được. Đây mình không có sai ốc này, ốc mình sẽ rả tung ra cho anh em coi này. Ok,